Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 29 tháng 5 thì Sơn Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm mới về. Và độc đáo nhất thì hôm nay Sơn Đỉnh lại giao lưu với các bác một cặp loa của khách nâng cấp dòng loa Nanomax, một thương hiệu nổi tiếng sản xuất tại Việt Nam. Và thương hiệu Nanomax này là thương hiệu hàng đầu Việt Nam rồi các bác nhé. Cặp loa này thì nếu để nói về cái thiết kế kiểu dáng thì rất giống những dòng loa châu Âu, những cái giá trị cũng như cái tầm tiền thì thực chí nó rẻ hơn cả loa tàu, nên dòng này tiếng rất là tốt. Các bác ghép với những dòng âm bên Nhật thì cái chất âm rất là hay. Cấu hình của loa thì sang trọng đẹp, thiết kế kiểu dáng cây cột, mặt piano bóng. Cặp này thì đây là của khách nâng cấp. Khách cũng nói rõ luôn là ở nhà có trẻ nhỏ nó chơi, nó chọc thủng một lỗ thì nó bị cấn một xíu ở trên cái nọ tép. Nhưng loa thì không chết, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng ở đây thì Sơn Đỉnh tả đúng cái tình trạng luôn cho các bác. Hàng của khách nâng cấp. Và loa tép thì cháu nhỏ chọc vào nên nó có bị cấn nhẹ một chút xíu này, nhưng vẫn hoạt động bình thường nhé. Còn đâu tất cả loa bát chung, hai loa bát kép 20. Gân của nó là gân mút mềm màng, nó bằng giấy. Bát đánh rất là lực. Và đây là hai bát thật, lỗ thông hơi phía trước. Cây cột đầy đủ hết cả chân đế. Cặp loa thì sở hữu một cái gam màu xám, nhìn nó rất là sang và sạch. Mặt thì nó là mặt gương. Đấy, chiếc bên này thì đẹp long lanh. Ở đây thì Sơn Đỉnh đang ghép cho các bác là hai chiếc âm ly của hãng Mazang PM54. Đây là dòng đời đầu chạy sò saken 2 vít, chất âm rất là hay. Và dòng này thì nó sở hữu công suất là 200W, nên ghép tốt các loại loa bass 2530. Dòng này đánh loa Mỹ cũng rất là hay, mà cái phân khúc tầm tiền nó chỉ có 4 triệu đồng. Thì đây là hai sản phẩm sẽ quay trong video buổi trưa ngày hôm nay để phục vụ cho các bác. Và cũng mong các bác là bớt chút thời gian theo dõi video sản phẩm, cũng như các bác mua hàng ủng hộ Sơn Đỉnh thì các bác cứ alo theo số loại trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì cửa hàng Sơn Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Sẽ quay cho các bác cặp loa này trước. Nanomax là một thương hiệu hàng đầu sản xuất tại Việt Nam. Căng cước loa là còn đầy đủ hết. Cặp loa này kích thước tổng quan thì chiều cao là 1m04, chiều ngang 28, chiều sâu nó là 30. Loa của nó sở hữu là hai bát kép 20, một chung, một tép. Dòng loa này là dòng loa để các bác là nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Đấy, đây là cặp loa vừa nghe vừa hát tốt. Model của nó là S682. Đấy, trở kháng của loa là 8 ohm. Đấy, công suất maximum của cái cặp loa thì đó là maximum 550W, nhưng thực chất ra thì đây nó chỉ là công suất chịu tải thôi, không phải là công suất thật của loa, nên các bác phải chú ý kỹ. Với những cấu hình loa này thì chỉ cần những chiếc âm ly trên 100W là đánh tốt rồi. Đây, như chiếc âm ly này đánh cái cặp loa kéo nhẹ chỉ 2 số này. Đấy, là đánh đã càng đẹp rồi. Còn đây cái với cái mức công suất chịu tải này thì để các bác hát karaoke nó cũng gọi là giảm thiểu cái độ cháy của loa thôi. Đấy, nó không có gì cả. Đấy, Nanomax model của nó là 682. Đấy, cầu loa lỗ thông hơi phía trước màu xi, màu gỗ đẹp sang trọng, góc cạnh thùng rất là đẹp. Đấy, cặp này thì có mức giá là 2.500.000 đồng, giá chỉ có 2.500.000 là các bác đã sở hữu được một cặp loa cây cột kiểu dáng đẹp, nghe tốt và hát karaoke hay. Dòng này thì các bác ghép với những dòng âm ly karaoke, những dòng âm ly Jaguar, hoặc là những dòng âm ly Nanomax. Đấy, hoặc là các bác ghép với những dòng âm ly Nhật để các bác nghe nhạc. Loa là còn đẹp, còn nguyên zin. Tình trạng duy nhất chỉ có mỗi cái xấu nhất, đó là cái loa tép này do trẻ nhỏ ở nhà họ nghịch, họ chọc nhẹ vào thì nó có cấn. Nhưng nó không ra, không bị, nó không chết. Loa thì tiếng rất là tốt. Nanomax bát kép 2 bát 20, lỗ thông hơi phía đằng trước. Cặp loa thiết kế kiểu dáng sang trọng như dòng loa châu Âu, mà giá tiền thì rất là rẻ, 2.500.000 đồng. Các bác nghe 1-2 năm các bác chán thì các bác tặng cho người thân, các bác mua loa khác cũng được. Nhưng để nói về chất âm thì với những cái tầm tiền này thì đây là những cặp loa gọi là phù hợp tiêu chí của những người dùng gọi là hàng bình dân. Đấy, còn tất nhiên thì về âm thanh thì nó vô cùng, thậm chí có những cặp loa này hàng tiền trăm triệu hoặc đến tiền tỷ nó cũng có. Nhưng ở đây thì Sơn Đỉnh cứ bán cho các bác là giới thiệu và chi tiết là rõ ràng. Đấy, loa Nanomax hàng của khách nâng cấp, mức giá là 2.500.000 đồng. Tiếp theo sang bên này thì là hai chiếc âm ly Mazang PM54. Dòng này dòng đời đầu, nó có 54, 54D, 54DS. Đấy, dòng 54D, dòng 54 này thì nó là dòng đời đầu, và dòng này thì là công suất lớn nhất. Hai chiếc về trong tình trạng là giống nhau, đã test là hoạt động tốt, mặt phanh nhôm màu đen. Dòng Mazang thì thiết kế rất là đẹp, đối xứng hai núm hai bên.
Đấy, hàng ở giữa cầu loa AB. Và đời này thì nó sẽ chở khán là từ 4 ohm đánh hai cầu loa AB. Có nòng nứt, đây là volume chỉnh 3 tép. Bên này là có ba năng volume và đây là đường vào khi các bác di chuyển nó đều có đèn. Đấy. Hiện tại thì Xuân Đình đang test ở cổng CD. Đấy. Dòng này thì rất dễ phối ghép và ghép được rất nhiều các loại loa bass 2530, đặc biệt những dòng loa Bookshelf, những dòng loa Mỹ, đánh những dòng âm đi ma răng này rất là hay. Đây là cái cấu hình nội thất bên trong. Riêng đời 54 trơn thì nó mới chạy sò saken 2 vít, thì đây là sò saken 2 vít, các bác có thể nhìn thấy rõ này. Đấy. Chỉ có dòng trơn này mới có thôi, còn dòng D mới là dòng DS thì nó lại chạy sò thường nhá. Dòng này đời đầu chạy sò saken 2 vít rất là chất. 4 tụ lọc nguồn, một nguồn. Đấy, công suất của dòng này là 200W. Thiết kế đẹp, máy móc nội thất thì còn nguyên zin. Trở kháng của dòng này là từ 4 ohm. Đấy, rất là tiện dùng, khép được rất là nhiều các loại loa. Công suất 200W là những dòng công suất rất là lớn rồi. Mức giá tiền thì chỉ có 4 triệu đồng. Âm ly ma răng PM54. Các bác nào đang cần những chiếc âm ly chất lượng mà giá bình dân thì cứ alo số tỉnh, công suất lớn. Dòng này rất dễ phối ghép mà tiếng rất là hay. Về chỉ có 2 chiếc thôi. Tất nhiên thì đây nó vẫn là đồ cũ, nhưng hàng bán cho các bác thì cứ nói rõ là còn nguyên zin. Tất cả các cái tính năng là đều hoạt động tốt. Ma răng 54 trơn các bác nhá, đời đầu, công suất 200W, mức giá là 4 triệu đồng. Đấy, mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì alo số đỉnh theo số lượng trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.